Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Rồi, tiếp tục này, chúng ta đến với phần 2 lớn. 2 lớn là phân tích chi tiết. Ok chưa? Ừ. 2 lớn là phần phân tích chi tiết. Thì bài thơ này có bố cục ở đây nhá. Có bạn thì có thể được chia ra làm hai phần cũng được. Nội dung nó vẫn như nhau mà thôi, được không? Thì ở đây chị chia ra làm hai phần lớn nhá. Rồi, như nhau như thế nào tẹo nữa và đi vào phân tích chị sẽ hướng dẫn các bạn này. Đầu tiên chúng ta có phần 1. Phần 1. Đó chính là cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Được không? Ok. Rồi, đấy thì đấy chị lấy ví dụ đấy thì em có thể tham khảo nhá, được không? Ở đây phần 1 lớn, phần 1 nhỏ, cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Bài thơ mượn lời của một người cha nói với đứa con của mình để thể hiện được tình cảm, tấm lòng và những nỗi trăn trở của tác giả, mong muốn có thể ca ngợi, khẳng định vẻ đẹp của những người đồng mình, của quê hương và của đồng bào mình. Ok chưa? Và để thể hiện được nội dung đó thì bài thơ gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất là những câu thơ đầu tiên là phần 1 ở trong bài thơ luôn đấy. Được không? Ở trong sách giáo khoa của chúng mình thì bài thơ chia ra có một cái đoạn cách ra đấy. Thì chúng ta có phần 1 và phần 2. Thì phần 1 chính là có nội dung là cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Được không? Ok chưa? Đây, đây nhá, chị dở cho chúng mình xem. Buổi hôm trước chị cũng dở cho chúng mình xem đây. Ok không? Đấy, thì đây, đây chính là phần 1. Được không nào? Nhá, đây chính là phần 1. Phần 1 gồm có 11 câu thơ. 11 câu thơ đầu tiên luôn. Và chúng ta sẽ phân tích theo bố cục là 4, 5, 2 nhá, 4, 5, 2. Đấy, thì bây giờ chị sẽ đi vào phân tích từng cái phần nhỏ một đấy nhá. Đầu tiên là 4 câu thơ đầu đi. Nếu như mà để chia theo nội dung ý, chia theo nội dung thì cái cội nguồn sinh dưỡng này này được tác giả thể hiện với hai cội nguồn chính. Một là cội nguồn gia đình, và hai là cội nguồn quê hương. Trong đó này, trong đó cái mạch mà tác giả viết thì lại là gia đình, xong đến quê hương, xong rồi lại quay trở lại khẳng định là gia đình. Đó, và nội dung là cội nguồn sinh dưỡng gia đình được thể hiện qua 4 câu đầu. Và 2 câu thơ cuối của đoạn này. Đấy chưa? Đấy nhá. Và cái nội dung thứ 2 là cội nguồn quê hương thì được thể hiện ở 5 câu thơ phần giữa luôn. Ok chưa? Nhá. Đấy, thì đấy là cái bố cục chúng mình phân tích. Nếu như mà bạn nào khó học về bài nói với con thì các em nên chia ra thành những cái bố cục nhỏ như thế này để chúng mình nắm được nội dung nhá. Đây là cái logic của tác phẩm này. Đầu tiên là phải khẳng định cho con là con sinh ra từ đâu, được không? Đâu là cái cội nguồn, đây, sinh ra và nuôi dưỡng con. Nhớ là sinh dưỡng, chứ chị vẫn bắt gặp những bạn bị nhầm là dinh dưỡng đấy nhá. Không có cội nguồn dinh dưỡng đâu, ở đây là cội nguồn sinh dưỡng, tức nghĩa là sinh ra này và nuôi dưỡng, được không? Ok chưa? Đó, rồi. Cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên chúng ta có là cội nguồn về gia đình. Thì ở đây chị sẽ phân tích theo bố cục là 4, 5, 2. Chúng ta cũng có thể phân tích theo bố cục là cội nguồn gia đình và cội nguồn quê hương. Còn ở đây chị phân tích theo đúng những cái thứ tự, những câu thơ mà tác giả viết nhá. Chúng ta có 4 câu thơ đầu. Ok chưa? Chúng ta có 4 câu thơ đầu. Đây chị kéo dịch cao lên một chút này. 4 câu thơ đầu của chúng mình. Đó. Chúng ta có 4 câu thơ đầu như sau. Chân phải bước tới cha. Chân trái bước tới mẹ. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên nào. Một bước chạm tiếng nói. Hai bước tới tiếng cười. Ok chưa?
Đây nhá, đây chính là nội dung, à đây chính là bốn câu thơ đầu tiên đem đến cho chúng ta một cội nguồn dinh dưỡng đầu tiên mà người cha mong muốn khẳng định cho con. Đó chính là con được sinh ra, đấy, trong tình yêu thương và một gia đình vô cùng hạnh phúc. Đấy, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào đây xem là bốn câu thơ này chúng ta có những hình ảnh nào cần phải phân tích nhá. Chân phải bước tới cha này, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Những hình ảnh là chân phải này, chân trái này, một bước này, hai bước. Đó là những hình ảnh như thế nào? Rất là cụ thể, đúng không? Ok chưa? Đầu tiên chúng ta có nhá là hình ảnh cụ thể. Đúng không nào? Những hình ảnh hết sức cụ thể và giàu tính tạo hình. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là tác giả không nói là một đứa bé đang bước tới cha, bước tới mẹ, mà tác giả nói luôn, phân tích luôn và đưa đến luôn những hình ảnh rất gần gũi với chúng mình. Chân phải bước tới cha này, chân trái bước tới mẹ này, đúng không? Một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Đây, tiếng nói, tiếng cười cũng là những cái hình ảnh rất là cụ thể, được không? Ok chưa? Gọi cho chúng ta liên tưởng đến những bước chân rất là chập chững của con. Đó, bước chân chập chững. Được không nào? Những bước chân chập chững đầu tiên của một em bé trong sự vui mừng và đón chờ của cha mẹ. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào. Những hình ảnh này mở ra một bức tranh gia đình. Có cha, có mẹ và có con, tất cả đều đang rất là hạnh phúc này. Được không? Một bức tranh gia đình rộn rã tiếng cười. Đấy là ý đầu tiên, đúng không nào? Ok chưa nhá, hình ảnh rất cụ thể, chân phải, chân trái, một bước, hai bước, tiếng nói, tiếng cười. Đấy là những hình ảnh rất là cụ thể, giúp chúng ta hình dung ra được và cảm nhận như là à, hiện lên trước mắt chúng ta là những bước chân đang chập chững của đứa con nhỏ, đúng không? Nó đang tiến về phía bố mẹ của mình. Bản thân các em cũng như vậy, ở trong gia đình của mình ý, khi mà các em biết đi, hoặc là chúng ta có những đứa em nhỏ, những đứa cháu nhỏ, khi mà nó biết đi thì tất cả mọi người như là vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là một trong những cái dấu mốc cho sự trưởng thành, được không? Ok chưa? Nhớ đấy, từ khi mà đứa bé biết cất tiếng gọi ba gọi mẹ này, đến khi mà đứa bé biết chập chững bước đi, thì đấy đều là những cái dấu mốc mà tất cả mọi người trong gia đình đều rất mong chờ và chờ đón, được không? Rất mong chờ và hạnh phúc để có thể đến được cái ngày như thế. Ok chưa? Nhớ đấy là ý đầu tiên. Tiếp tục ý thứ hai này, Chúng ta thấy ở đây chúng ta có biện pháp liệt kê, đúng không nào? Nhớ, biện pháp liệt kê thông qua những hình ảnh như là tiếng nói, tiếng cười, tái hiện được hình ảnh của một em bé đang ở lưới tuổi bi bô tập nói, đồng thời gợi đến một khung cảnh của một gia đình đầm ấm, hòa thuận, luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, tràn đầy tiếng nói, tiếng cười, đúng như bên trên mà chị đã khẳng định đấy. Thì ở đây chúng ta có thể đưa thêm về nội dung của biện pháp liệt kê nhá. Liệt kê tiếng nói, tiếng cười. Ok chưa? Đấy, đấy là ý thứ hai, được không nào? Nhá, đấy là ý thứ hai. Chúng ta thấy này, chúng ta thấy đấy là biện pháp liệt kê đầu tiên khi mà thấy có liệt kê tiếng nói, tiếng cười. Nhưng trước đó nhá, trước đó chúng ta thấy có sự xuất hiện này, bước tới cha, bước tới mẹ, xuyên suốt cả đoạn thơ này, xuyên suốt cả bốn câu thơ là biện pháp điệp, đúng không? Ok chưa? Nhá, biện pháp điệp cấu trúc thì nó không chỉ là tạo nhịp điệu. Cho cả đoạn thơ mà nó còn có tác dụng là nhấn mạnh tình cảm gia đình rất đỗi gần gũi. Đúng không? Đó chính là gì? Là hình ảnh của đứa con đang bi bô tập nói, là hình ảnh của đứa con đang chập chững bước đi. Nhưng tất cả đó xoay quanh con đều là gì? Là tình yêu thương của cha, của mẹ, đúng không? Là niềm hạnh phúc của tiếng nói, của tiếng cười. Đấy, thế nên biện pháp điệp cấu trúc hiện lên không chỉ tạo một cái nhịp điệu rất là rộn ràng cho bốn câu thơ này, mà nó còn có tác dụng là gì? Là nhấn mạnh cái sự gần gũi này, đúng không? Sự đầm ấm của gia đình.
Và đó chính là cội nguồn, nơi mà con được sinh ra. Đúng không? Ok chưa? Nơi mà con được yêu thương trong trong cái sự quan tâm này, trong cái tình yêu thương của cha mẹ. Ok chưa? Nơi con được sinh ra, nơi con được lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc của cha mẹ. Xuất hiện xung quanh con đều là những tiếng nói, tiếng cười, đúng không? Xuất hiện xung quanh con đều là tình yêu thương của cha và mẹ. Đấy, ok chưa? Và ở đây nhá, chân phải, chân trái, một bước và hai bước, mỗi bước đi của con đều có sự dìu dắt, đúng không? Sự dõi theo của cha mẹ. Đó chính là cái cội nguồn sinh dưỡng rất quan trọng, là cái cội nguồn sinh dưỡng cơ bản của mỗi con người và con không được phép quên, đúng không nào? Đó, thì ở đây chúng ta phân tích về những cái cội nguồn sinh dưỡng này, thì bên cạnh việc chỉ ra nội dung của từng hình ảnh cụ thể, các bạn cần phải nâng lên được. Tóm lại thì tác giả miêu tả và đưa đến những hình ảnh đó là để khẳng định điều gì? Thì ở đây như chị đã nói đấy, khẳng định một cái nội dung chính, đó chính là cội nguồn sinh dưỡng về gia đình, đúng không? Gia đình chính là cội nguồn cơ bản để con được sinh ra. Lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc đúng không nào? Ok chưa nhá? Sao lại bây giờ lại hỏi chị điệp cấu trúc nghĩa là gì, là chị hơi buồn đấy nhá. Điệp cấu trúc, điệp từ này, điệp ngữ này, điệp cấu trúc, thì ở đây không phải là điệp từ, được không? Mà là chúng ta thấy nhá, điệp cấu trúc tức nghĩa là một cái câu đấy có những cái cấu trúc được lặp lại. Ví dụ câu đầu là hình ảnh chân phải bước tới cha, đúng không? Bên dưới vẫn là việc bước tới đấy, nhưng mà là chân trái bước tới mẹ. Chúng ta thấy ở đây không chỉ đơn giản là việc lặp lại từ bước tới, nó không chỉ đơn giản là biện pháp điệp ngữ. Điệp ngữ tức nghĩa là lặp lại một từ thôi, đúng không? Điệp lại một từ thôi, nhưng ở đây là đúng là lặp lại một từ, nhưng cấu trúc của câu đấy, được không? Cấu trúc của câu đấy là chủ ngữ là hình ảnh của đôi bàn chân này, đúng không? Và cái mục đích đi đến là cha hoặc là mẹ. Đó, và trong hai câu thơ này chúng ta thấy được là gì? Là biện pháp điệp cấu trúc, đúng không? Điệp cấu trúc tức nghĩa là chủ ngữ này, đấy là một cái đối tượng là chân phải hoặc là chân trái, là một bộ phận của con, đúng không? Sau đó là cộng với cả động từ, đúng không? Động từ bước tới, đấy, động từ bước tới, và mục đích là đi đến là vị trí của cha hoặc là mẹ. Đó chính là biện pháp điệp cấu trúc. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là không phải là chỉ nhắc lại một từ, mà là vận dụng lại cả một cái cấu trúc câu như thế. Ok chưa nào? Nhá. Rồi. Đấy, được không? Ok chưa? Ừ, thì đấy là biện pháp điệp cấu trúc nhá. Và nội dung của bốn câu thơ đầu là như vậy. Bên cạnh đó, trong quá trình phân tích, các bạn cũng giúp chị để ý hơn đến phần nghệ thuật nhá. Được không? Để ý hơn với đến phần nghệ thuật này, chị viết luôn ở đây để đỡ phải sang trang, đỡ phải bị mất. Được không nào? Nó đỡ bị cách nhịp. Thì ở đây, nghệ thuật của đoạn thơ nó đặc sắc ở chỗ là gì? Có nhịp thơ nhá. Đấy, có nhịp thơ. Nhịp thơ của chúng ta như thế nào? Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Nhịp thơ 2, 3. Ok chưa? Nhá, đấy, nhịp thơ 2, 3 của 4 câu thơ cùng với những từ ngữ rất gần gũi như bên trên chúng ta đã nêu ra. Nó vừa diễn tả được bước đi chập chững của đứa con này, vừa diễn tả được tình cảm nâng niu và chở che của cha mẹ. Được không? Nhịp thơ này giống như là bước đi chập chững của những đứa trẻ ấy. Được không? Bước đi chập chững. Và thứ hai, nó còn diễn tả cái gì? À, diễn tả được sự nâng niu, dìu dắt của cha mẹ, hay cũng chính là của gia đình đối với con. Ok chưa nào?
nhá. Rồi, đấy là nội dung của 4 câu thơ đầu. Vậy là ở đây, khi mà phân tích xong, các bạn phải giúp chị khẳng định được là gì? Qua 4 câu thơ đầu tiên, tác giả đã khẳng định cội nguồn sinh dưỡng cơ bản và quan trọng nhất của con, đó chính là gia đình. Con được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Mọi bước đi, mọi bước đường trưởng thành của con đều có sự nâng niu, có sự che chở và dõi theo của cha mẹ. Bởi vậy, được không nào? Bởi vậy, con phải biết trân trọng gia đình và phải luôn luôn nhớ về phát huy những cái tình cảm tốt đẹp trong gia đình của mình. Đấy là cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên nhá, là 4 câu thơ đầu. Ok chưa? Sau đó chúng ta có 5 câu thơ tiếp theo là tác giả sẽ mở rộng cái cội nguồn sinh dưỡng đấy ra. Con không chỉ được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình mà con còn được lớn lên trong sự đùm bọc của quê hương làng xóm. Được không? Ok chưa? Chúng ta có 5 câu thơ tiếp theo nhá. 5 câu tiếp. 5 câu tiếp. Hãy tập trung vào đây này, cùng ghi lại với chị 5 câu thơ tiếp theo nhé. Người đồng mình yêu lắm con ơi. Ok chưa? Đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Rừng cho hoa. Con đường cho những tấm lòng. Rồi, ok chưa? Chúng ta có 5 câu thơ như thế này. Và như chị đã khẳng định là không chỉ con được sinh ra và lớn lên với cội nguồn sinh dưỡng là gia đình, mà con còn được lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc của quê hương. Và 5 câu thơ này sẽ giúp chúng ta lý giải được xem là quê hương, cái cội nguồn sinh dưỡng thứ hai của con với vẻ đẹp như thế nào nhá. Đầu tiên, đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của người đồng mình. Thế nên rằng các bạn phải giúp chị giải thích người đồng mình là gì nhá. Được chưa nào? Ok chưa? Ý đầu tiên là phải giải thích được giúp chị người đồng mình. Theo cách lý giải trong sách giáo khoa, nhớ chưa? Nhớ được chính xác nhá. Người đồng mình là người vùng mình, người miền mình. Và đây có thể hiểu cụ thể là những người cùng sống trên một miền đất, cùng quê hương, cùng một dân tộc. Được không? Ok chưa? Nhá, người vùng mình. Người miền mình. Được không? Và có thể hiểu một cách cụ thể là những người cùng sống trên một miền đất. Những người cùng sống trên một miền đất. Những người cùng quê hương, cùng một dân tộc. Và đến đây chúng ta nêu ra xong như thế này. Chúng ta lại khẳng định có thêm những cái lời bình luận của mình nữa đi, mang cái chất văn hơn đi. Nếu như đây là cái phần mình giải thích nhá, thì các bạn có thể khẳng định là từ đó người đồng mình chính là cha, là mẹ, là họ hàng làng xóm, là đồng bào cùng quê hương mình. Đấy, đúng không? Ok chưa? Nếu như đây là cái cách lý giải của sách giáo khoa để giúp chúng ta hiểu được người đồng mình nghĩa là sao, thì sau đó các bạn giúp chị khẳng định là gì? Như vậy với cái cách hiểu như thế này, thì người đồng mình chính là cha, là mẹ, là họ hàng, là làng xóm, đúng không nào? Ok chưa? Là những người cùng quê hương, là những người đồng hương của mình đấy, đúng không nào? Và cái cách diễn đạt người đồng mình, 3 chữ người đồng mình vang lên đầy cái sự chân chất và mộc mạc. Chân chất, mộc mạc. Nhưng nó rất đỗi thân thương. Quả thực, đó là một cách gọi rất y phương. Được không? Ok chưa? Các bạn có thể khẳng định luôn là để khẳng định cái chất riêng của tác giả Y Phương, chúng ta chẳng thể nào bắt gặp ở đâu một hình ảnh của người đồng mình nếu như không phải trong thơ của Y Phương. Thế nên các bạn có thể khẳng định là gì? Là người đồng mình, 3 tiếng vang lên thật, rất chân thật này. Đúng không nào? Rất mộc mạc. Nhưng cũng thân thương quá đỗi. Đó là một cách gọi độc đáo, một cách gọi rất y phương.
Đấy, ok chưa? Nhớ, trước tiên là phải giải thích được người đồng mình. Sau đó này, trong câu thơ đầu tiên nhá, người đồng mình yêu lắm con ơi. Được không? Người đồng mình yêu lắm con ơi. Thì chúng ta thấy được ở đây là gì? Là tác giả đang muốn bộc lộ cái tình cảm của mình đối với người đồng mình. Đó là tình cảm yêu thương. Đúng không? Đó là sự trân trọng. Đó là sự gắn bó. Câu thơ như là một lời cảm thán vậy. Yêu lắm con ơi. Đúng không? Và tác giả và người cha cũng muốn truyền cho con cái tình cảm yêu thương, trân trọng và gắn bó với người đồng mình như thế. Yêu lắm con ơi. Và bắt đầu tiếp tục này, chúng ta sẽ thấy được những cái vẻ đẹp trong cuộc sống của người đồng mình. Những vẻ đẹp ấy như thế nào? Hãy tập trung vào những câu thơ sau. Trước tiên này, tập trung vào hai câu thơ này giúp chị. Chúng ta có nhá, đan lờ cài nan hoa. Ở đây, lờ là, là dụng cụ đánh bắt cá. Đúng không? Là dụng cụ đánh bắt cá. Thế đan lờ tức nghĩa là họ đang làm nên những cái dụng cụ lao động. Đúng không nào? Ok chưa? Và cái dụng cụ đánh bắt cá này được làm từ gì? Được làm từ tre nứa, đúng không? Được làm từ những nan tre được vót tròn. Thế bình thường, đáng ra là gì? Là đan lờ cài nan tre cơ. Nhưng ở đây là nan hoa. Thế cái tự hoa này, hoa này thường tượng trưng cho cái gì? À, cho vẻ đẹp, đúng không? Cho sự tinh tế và khéo léo này. Vậy là trong cuộc sống lao động, trong từng hành động và trong từng những cái công việc họ làm, trong từng công việc mà người đồng mình làm ý, thì họ luôn luôn có được sự tinh tế, khéo léo, làm nên vẻ đẹp. Được không nào? Làm nên vẻ đẹp cho cuộc sống. Ở đây, đan lờ là một hành động để làm ra những cái dụng cụ đánh bắt cá, những cái dụng cụ lao động rất gần gũi trong đời sống hàng ngày. Nhưng ngay trong chính những cái hành động gần gũi ấy, được không? Ngay trong chính những cái hành động giản đơn ấy mà họ luôn luôn thể hiện được vẻ đẹp, thể hiện được sự tinh tế và khéo léo. Ở đây, đan lờ không chỉ được cài nên bởi những nan tre, nan nứa mà còn cài nên bởi nan hoa. Được không? Ok chưa? Thế nên ý đầu tiên chúng ta thấy là vẻ đẹp trong cuộc sống của người đồng mình đầu tiên là cuộc sống lao động nhá. Cuộc sống lao động. Đó, thì đan lờ cài nan hoa tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là trong từng hành động, trong từng công việc lao động thì người đồng mình đều có sự khéo léo. Đúng không? Tỉ mỉ này và tinh tế, làm nên vẻ đẹp cho đời sống lao động. Được không? Thì qua đó chúng ta sẽ tập trung phân tích vào hình ảnh gì? Là hình ảnh đan lờ. Đấy, đan lờ là đan lờ là hành động lao động hàng ngày. Còn nan hoa, nan hoa là để chỉ những nan tre, nan nứa. Nhưng nó cũng là để chỉ cái gì? Để chỉ cái sự khéo léo và tinh tế. Ok chưa? Đấy nhá, đấy là hình ảnh đầu tiên là đan lờ cài nan hoa. Chúng mình hiểu được hình ảnh này chưa? Nhá, bình thường thì phải là gì? Là cái lờ để đánh bắt cá này được làm nên từ những nan tre được vót tròn. Nhưng ở đây tác giả không dùng nan tre. Nếu nan tre thì lại đơn giản quá. Mà ở đây tác giả khẳng định là đan lờ cài nan hoa. Hình ảnh hoa bao giờ cũng giúp chúng ta liên tưởng đến những vẻ đẹp. Đúng không nào? Liên tưởng đến những cái sự tinh tế và khéo léo. Thì ở đây ngay trong chính những cái công việc lao động hàng ngày, người đồng mình cũng thể hiện lên được cái sự khéo léo, tinh tế, tỉ mỉ của mình, góp phần tạo nên được vẻ đẹp. Được không nào? Cho đời sống lao động hàng ngày. Đấy là ý đầu tiên. Tiếp tục câu thơ tiếp theo chúng ta thấy này. Câu thơ tiếp theo hãy tập trung vào đây nhá. Vách nhà ken câu hát. Nếu như đan lờ là hành động của cuộc sống lao động hàng ngày thì vách nhà lại là để chỉ cái gì? À, lại là để chỉ cái đời sống sinh hoạt. Đúng không? Thế thì cái niềm vui, cái sự hăng say lao động, đúng không nào? Cái vẻ đẹp không chỉ đến từ cuộc sống lao động mà nó còn đến từ cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người đồng mình nữa. Bởi vì sao? Ở đó, nơi vách nhà còn ken câu hát. Đúng không? Thế nếu như mà hoa là tượng trưng cho vẻ đẹp, cho sự tinh tế và khéo léo thì câu hát là tượng trưng cho cái gì? À, tượng trưng cho một cuộc sống rất là rộn ràng và hạnh phúc, đúng không? Hạnh phúc này, vui tươi này,
Đúng không? Và hình ảnh này nó xuất hiện từ một cái truyền thống rất là quen thuộc, nó đã trở thành một cái tập tục của người đồng mình, của những người dân miền núi. Đó chính là gì? Là nơi vách nhà, là họ cất lên những lời ca để bày tỏ tình cảm của mình. Đúng không? Ok chưa? Nhá, họ tỏ tình qua những câu hát nơi vách nhà. Đấy là một cái truyền thống của người đồng mình, truyền thống của những người dân miền núi, và đã được tác giả khéo léo gửi gắm trong hình ảnh thơ này. Để khẳng định gì? À, khẳng định vẻ đẹp trong đời sống tâm hồn của người đồng mình. Được không? Ok chưa? Thứ hai nhá, là trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Thì người đồng mình có một cuộc sống như thế nào? Rất là hạnh phúc này, rất là vui tươi này. Ok chưa? Thể hiện thông qua hình ảnh câu hát được ken nơi vách nhà. Đó không chỉ là truyền thống của cuộc sống của những người miền núi, nó còn là biểu tượng cho cái gì? À, cho sự giàu đẹp trong tâm hồn này. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào. Được không? Ok chưa? Đấy nhá. Được không nào? Đấy là hình ảnh thứ hai, là vách nhà ken câu hát. Và ở đây hãy nhìn này, hãy tập trung thêm này. Hai câu thơ này còn có việc tác giả sử dụng động từ là cài và ken. Đây là hai động từ như thế nào đây? Hai động từ cho thấy là nó không phải là khẳng định một cái sự không phải là đan lờ rất nhiều nan hoa, đúng không? Cũng không phải là vách nhà ở đó rất ẩn chứa rất nhiều câu hát, mà ở đây là cài và ken. Nó là những cái hình ảnh, nó là những cái động từ rất là gần gũi, nó là cái hành động thường ngày của người đồng mình, đúng không? Cho nên sử dụng động từ cài và ken ở đây giúp cho chúng ta cảm nhận được rõ hơn này, gần gũi hơn cuộc sống của người đồng mình. Đấy là cái điều đầu tiên, được không? Ok chưa? Đấy là cái điều đầu tiên nhá. Bên cạnh đó, việc sử dụng động từ cài, ken còn giúp cho chúng ta cảm nhận được sự tinh tế của tác giả. Dùng chính những động từ chỉ hành động hàng ngày của người đồng mình để nhấn mạnh về cái vẻ đẹp trong cuộc sống, lao động và sinh hoạt của họ. Đấy là một trong những cái tinh tế của tác giả, đúng không? Và cài và ken khiến cho chúng ta hình dung là cuộc sống của họ luôn có sự kết hợp này, đúng không? Luôn có sự đan xen một cách hài hòa. Ok chưa? Nhá, đấy, động từ cho thấy được cái sự đan xen này một cách hài hòa. Và nó xuất phát từ những cái hành động hàng ngày thôi của người đồng mình. Như vậy là qua câu thơ của Y Phương, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp trong đời sống của người đồng mình, mà chúng ta còn cảm nhận được những cái nét đẹp trong đời sống, trong cái truyền thống của những người miền núi, đúng không? Và đây chính là một trong những cái minh chứng để cho thấy là thơ của Y Phương luôn đậm đà bản sắc dân tộc, đúng không? Ok chưa? Nhớ, chúng ta sẽ rất khó để có thể tìm thấy những cái hình ảnh này trong thơ của những tác giả khác, nếu như không phải là một người con của xứ Cao Bằng, nếu như không phải là một người con được sống, được trực tiếp trải nghiệm, đúng không nào? Được chan hòa trong vẻ đẹp, trong cái cuộc sống của những người đồng bào miền núi. Đấy, ok chưa? Rồi, đấy là về hai câu thơ này nhá, đan lờ cài đan hoa. Tiếp tục này, tiếp tục. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Đây, trong hai câu thơ này chúng ta sẽ có nội dung như thế nào đây? Chị sẽ viết sang đây nhá. Đây, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Rừng, đây chính là môi trường sống của người đồng mình, đúng không? Chính là môi trường sống của người đồng mình. Và rừng thì không chỉ là cho nhiều lâm sản quý này, không chỉ là cho chúng ta cái không gian để sinh tồn, đúng không? Mà còn cho hoa, lại tiếp tục hình ảnh hoa ở đây. Hoa ở đây cũng tất nhiên là không chỉ là những cái bông hoa thực ở rừng núi, mà hoa ở đây còn là để chỉ những giá trị tốt đẹp nữa cơ, đúng không? Ok chưa? Nhớ, những cái giá trị tốt đẹp giúp bồi dưỡng lên cái cuộc sống phong phú của người đồng mình, hay cũng chính là bồi dưỡng lên cái cội nguồn sinh dưỡng thứ hai của con, chính là quê hương, là làng bản. Được không? Ok chưa? Nhớ, thủ pháp nhân hóa rừng cho hoa đã tả thực được vẻ đẹp của những rừng hoa mà thiên nhiên quê hương ban tặng, gợi sự giàu có, hào phóng của thiên nhiên quê hương, tức nghĩa là con được sống trong cái sự đùm bọc,
trong cái sự yêu thương của vòng tay rừng núi như thế này này, đúng không? Và người ta vẫn nói là gì? Người miền núi là những đứa con được sinh ra với phẩm chất cao đẹp, vững chãi của đá, đúng không nào? Và với bản tính ngọt ngào của nước suối. Và tất cả những điều đấy đều là để khẳng định là gì? Cội nguồn, khẳng định cái cuộc sống hàng ngày của người đồng mình luôn gắn bó với rừng núi, đúng không? Đấy là một cái nét đặc trưng. Và rừng núi giang đôi tay để ôm ấp cho cái cuộc sống của người đồng mình, đúng không nào? Rừng núi rất là hào phóng này. Rừng núi ban tặng cho chúng ta rất nhiều những giá trị. Và cụ thể hóa cho những giá trị đấy chính là cho hoa. Hoa ở đây là để chỉ những giá trị tốt đẹp nhá, được không? Đừng bạn nào chỉ hiểu là những cái bông hoa thực ở trong đời sống, được không? Mà hoa ở đây là để chỉ những giá trị tốt đẹp. Rồi tiếp tục, con đường cho những tấm lòng. Con đường cho những tấm lòng. Tác giả đều nêu lên những cái gì gần gũi nhất trong đời sống mà con sẽ được trải qua. Nếu như bên trên là để chỉ nêu lên những cái hành động hàng ngày, con sẽ nhìn thấy là hình ảnh lao động đan lờ, đúng không nào? Là làm nên những cái dụng cụ đánh bắt cá này. Hình ảnh thứ hai là nơi vách nhà, cũng rất quen thuộc với con. Rồi hình ảnh thứ ba là rừng núi, đúng không? Và cuối cùng chính là con đường. Tại sao lại là con đường ở đây? Con đường này đó chính là con đường lên non, đúng không? Là con đường lên núi này, đúng không nào? Là con đường về nhà này. Là con đường con sẽ đi học. Hay cũng chính là con đường con trưởng thành. Và trên từng bước đường đấy, chúng ta luôn cảm nhận được những tấm lòng. Tấm lòng ở đây là tấm lòng gì? Là tấm lòng sẻ chia này. Là tấm lòng yêu thương này. Là sự đùm bọc này. Ok chưa? Nhá, hình ảnh con đường cho những tấm lòng giúp cho chúng ta hình dung ra là trên từng bước đường của con, hay cũng chính là trên từng bước đường của người đồng mình, thì họ luôn luôn gắn bó với nhau, đúng không? Họ luôn luôn sẻ chia cùng với nhau, họ luôn luôn yêu thương nhau. Đấy là một trong những cái giá trị rất tốt đẹp trong đời sống của người đồng mình mà con nên cảm nhận được, đúng không? Nó sẽ truyền cho con những cái giá trị sống rất tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp mà sau này con có thể vững bước trên đường đời. Và theo như tác giả Y Phương, sự yêu thương và đủ, hiểu với chị không? Ok chưa? Nhá. Ô, bị lag à? Chúng mình có xem được không? Các em ơi, chúng mình có xem được không nào? Ok chưa? Chúng mình bị lag, bị giật ở cái đoạn nào, có cần chị phải nói lại không? Ô, sao thế nhở? Ôi, bị lag đoạn nào đấy các em? Cần chị phải nói lại đoạn nào không? Chúng mình nghe đến đâu rồi nhở? Chúng mình nghe đến đâu rồi? Rồi, chị thấy những cái bình luận của các bạn, các em nghe đến đâu rồi? Có cần chị phải nói lại phần nào không? Có cần chị phải nói lại phần nào không nhở? Đoạn cuối. Đoạn cuối là hình ảnh rừng cho hoa và con đường cho những tấm lòng, đúng không? Ok chưa? Chị sẽ nói lại bắt đầu từ hình ảnh rừng cho hoa và con đường cho những tấm lòng nhá. Nếu như bên trên, hai câu thơ chúng ta vừa mới phân tích, chúng ta thấy được vẻ đẹp trong đời sống hàng ngày của người đồng mình, đúng không? Ok chưa? Thì hai câu thơ dưới giúp cho chúng ta cảm nhận được những cái giá trị tốt đẹp mà con được đón nhận từ quê hương này. Giúp cho chúng ta hình dung ra được những cái giá trị tốt đẹp mà người con hay là chính là những người đồng mình được đón nhận từ quê hương. Ở quê hương ấy đó chính là rừng núi. Rừng chỉ là cho chúng ta không gian sinh sống này, không chỉ cho chúng ta nhiều lâm sản, mà rừng còn cho hoa. Hoa ở đây chúng ta không được hiểu chỉ đơn giản là những bông hoa thực ở trong đời sống nhá, mà hoa ở đây là chỉ những giá trị tốt đẹp. Ok chưa? Và nó cho thấy được cái gì? Cho thấy được cái sự phóng khoáng này, đúng không? Cho thấy được là thiên nhiên đã ban tặng và gọi cho chúng ta và đem đến cho chúng ta nhiều những cái giá trị tốt đẹp như thế,
đúng không nào? Nhớ, cái giá trị tốt đẹp ấy nó không chỉ được tính bằng vật chất như là gỗ quý này, đúng không? Như là những bông hoa thực trong đời sống, mà giá trị tốt đẹp ấy còn đến từ sự phong phú trong cuộc sống hàng ngày này, đến từ sự phong phú và vẻ đẹp trong tâm hồn. Nhớ chưa? Cái giá trị tốt đẹp này không phải chỉ là giá trị về vật chất mà còn là giá trị về mặt tinh thần nữa. Đó chính là cho thấy được cái sự phóng khoáng này, được không? Nhớ, cho thấy được cái tấm lòng, cho thấy được là ở rừng núi quê hương rất giàu đẹp và ban tặng cho con người. Đấy, ok chưa? Ban tặng cho con người rất nhiều những cái giá trị tốt đẹp, tạo cơ hội để cho con người có thể phát triển sự sống. Câu thơ này giúp chúng ta nhớ đến được cái lời răn dạy của cha ông ta từ bấy nhiêu đời nay, đó là gì? Là đất nước ta rừng vàng biển bạc mà, đúng không? Đất nước ta rừng vàng biển bạc và ta trân trọng những cái giá trị đấy. Ta được sống trong cái việc là có được thiên nhiên ưu ái này, được sử dụng rất nhiều những cái giá trị tốt đẹp từ cuộc sống của thiên nhiên, và thiên nhiên ban tặng cho chúng ta rất nhiều những giá trị. Thì ở đây cuộc sống của người đồng mình hơn ai hết luôn luôn gắn bó với rừng núi và rừng cho hoa, chính là để nhấn mạnh cái sự phóng khoáng này, được không? Hay cũng chính là nhấn mạnh cái cuộc sống, cái không gian sinh sống của người đồng mình, hay cũng chính là không gian sinh sống của cái cội nguồn sinh dưỡng thứ hai của con, chính là quê hương. Con sẽ được lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương và trong cái sự nhân ái, đúng không nào, của rừng núi quê hương. Ok chưa? Đấy, đấy là hình ảnh đầu tiên. Tiếp tục hình ảnh thứ hai này, con đường cho những tấm lòng. Thì con đường ở đây, vừa nãy chị muốn hỏi chúng mình là gì, là tại sao ở đây lại xuất hiện hình ảnh con đường. Bên trên chúng ta thấy đầu tiên là hình ảnh đan lờ nhá, là một cái hành động để tạo ra những cái dụng cụ lao động. Đấy là hành động hàng ngày, rất là gần gũi mà con sẽ nhìn thấy. Tiếp tục, vách nhà cũng là một nơi rất quen thuộc trong đời sống của con, trong đời sống của người đồng mình. Rừng thì không phải nói rồi, đó là không gian sinh sống của người đồng mình. Còn con đường thì sao? Con đường ở đây, theo cách tác giả lý giải, đó chính là con đường để đưa những người đồng mình đến gần với nhau hơn, được không? Và đối với bản thân con thì con đường chính là nơi để con cất bước lên non này, đúng không? Chính là nơi để con đi về nhà, chính là nơi để con đi học, cũng chính là nơi mà con sẽ cất bước trưởng thành. Ok chưa? Và trong cái từng bước đường đấy, con luôn luôn được đón nhận những tấm lòng tốt đẹp. Tấm lòng ấy chính là tấm lòng của sự sẻ chia, của tình yêu thương và đùm bọc. Ok chưa? Cho nên con đường cho những tấm lòng khẳng định cái gì? À, khẳng định sự đùm bọc yêu thương của đời sống quê hương đối với con. Con sẽ được lớn lên trong sự ôm ấp, trong sự đùm bọc của tình cảm quê hương. Và một tình cảm rất quan trọng, đó chính là tình yêu thương, sự sẻ chia và đùm bọc. Ok chưa? Nhá, rồi. Đấy, ok chưa? Đấy chính là hai hình ảnh này. Thì chúng ta sẽ phân tích như thế nào đây? Chúng ta sẽ khẳng định là gì? Là nếu như mà bên trên là vẻ đẹp trong cuộc sống của người đồng mình nhá, được không? Ok chưa? Thì bên dưới với hai câu thơ này với nội dung chính là gì? Đó chính là những giá trị tốt đẹp. Mà con được đón nhận từ cuộc sống của người đồng mình, đúng không? Ok chưa? Hay cũng chính là từ cuộc sống quê hương, chính là từ quê hương đấy. Rồi, thì ở đó giá trị đầu tiên, rừng cho hoa. Rừng không chỉ cho chúng ta, cho người đồng mình cái không gian sinh sống, cho chúng ta nhiều những cái giá trị vật chất, đó chính là không chỉ cho nhiều gỗ này, đúng không nào, gỗ quý này, cho nhiều lâm sản, mà rừng còn cho hoa. Và hoa ở đây chúng ta được hiểu là gì? Những giá trị tốt đẹp về mặt tinh thần nữa. Ok chưa? Đấy là đầu tiên nhá. Tiếp tục này, con đường cho những tấm lòng là con đường như được rộng mở hơn và nối dài hơn nữa, đúng không nào? Ok chưa? Con đường ấy không chỉ là con đường lên non này, con đường về nhà, con đường mà con đi học, con đường mà con trưởng thành, đúng không? Mà con đường ấy còn là con đường để đưa những người đồng mình đến gần nhau hơn. Để làm gì? Để nối dài hơn nữa những tấm lòng. Để nối dài những tấm lòng.
hay cũng chính là gì? Hay cũng chính là nối dài những cái giá trị tinh thần tốt đẹp đó. Là những giá trị gì đây? Hãy liệt kê ra nhá. Đó chính là sự sẻ chia này, sự yêu thương này, đùm bọc. Ok chưa? Được không nào? Ok không? Đấy nhá. Chính vì vậy mà cha muốn con biết rằng con không chỉ được lớn lên bằng tình yêu thương của riêng cha mẹ, mà còn được lớn lên giữa thiên nhiên tươi đẹp của quê hương, trong một dân tộc giàu bản sắc văn hóa và giàu nghĩa tình. Ok chưa? Đấy, chốt lại cho nội dung này nhá. Chốt lại cho 5 câu thơ này, chúng ta thấy được tác giả khẳng định cái cội nguồn sinh dưỡng của thứ hai của con, đó chính là cội nguồn quê hương. Đúng không nào? Khẳng định cội nguồn sinh dưỡng thứ hai đó chính là gì? Đó chính là quê hương. Rằng là gì? Con không chỉ được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, ok chưa? Mà con còn được lớn lên giữa thiên nhiên tươi đẹp của quê hương. Giữa thiên nhiên tươi đẹp của quê hương. Ok chưa nào? Nhớ, giữa một dân tộc giàu bản sắc văn hóa và tình nghĩa. Ok chưa nào? Giàu bản sắc văn hóa và giàu tình nghĩa. Nhớ, chị cũng cùng ghi chép với chúng mình đây. Ok chưa? Chúng mình đừng chỉ là đợi chị ghi xong rồi chúng mình chép lại. Các em có thể cùng ghi với chị luôn nhá, cùng ghi với chị luôn. Và các bạn có thể ghi theo cách riêng của các em, không cứ phải nhất thiết là phải ghi như thế này. Ghi như thế nào các em hiểu được là được. Đấy là cái tốt nhất. Ok chưa? Chúng ta không cần phải giữ vở sạch chữ đẹp trong quá trình mà chúng mình ghi chép khi mà học kiến thức nền đâu. Cứ ghi ra làm sao mà các em nhớ được, các em hiểu được là ok. Không ai bắt bẻ, không ai kiểm tra các em cái phần đấy cả. Ok chưa nào? Hoàn toàn tự do trong cách đấy nhá. Chúng ta miễn sao là chúng ta ghi được và chúng ta hiểu được, nhớ được là ok. Rồi, các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào.